và học tiếp ha, một lần nhỏ của mình. Là Chúa thân yêu dấu của chúng con, giờ này chúng con tiếp tục cậy nhờ ơn của Chúa, cậy nhờ về sự nhìn của Ngài và giúp đỡ cho chúng con để chúng con tiếp tục nhìn thấy việc làm việc học việc Chúa theo đồng đội, việc làm công việc Chúa theo đồng đội rất rất là quan trọng cho hội thánh của Chúa tại đây trong thời điểm đặc biệt này. Lạy Chúa, xin giấy lẽ thật về làm việc đồng đội trong hội thánh của Ngài, và đặc biệt xin dùng lời của Ngài để phá vỡ tất cả những điều gì đó của cá nhân, của riêng tư mà không vì tập thể. Xin lấy ra khỏi đời sống của con và anh em con, để tất cả mọi cái đều chịu sự vâng phục lời của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa, chúng con dám tiếp tục giờ học lời của Chúa trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đến phần 25 mà á, đó là những lời ích khi làm việc theo đồng đội. Tôi sẽ đọc lại phần 25 mà. Xin đọc lại phần 2 lớn mà chúng ta sẽ học tối hôm nay, đó là những lợi ích khi làm việc theo đồng đội. Ngoài cái 3 phần đó là khuôn mẫu của Kinh Thánh, trong đó có việc sáng tạo, trong đó có chức vụ của Chúa, chúng có thể Giê-xu và học thánh đầu tiên, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta làm việc theo đồng đội nó có cái lợi ích rất rõ ràng. Tại vì câu thứ nhất đó là truyền đạo đồng 4 câu 9 đến câu thứ 12, tôi xin đọc. Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng không thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được? Là nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó một sợi dây bảy ba, lấy làm khó được. Ta bắt đầu nhìn vào câu số 9 thì chúng ta thấy lời của Chúa đã khẳng định hai người hơn một. Điều này có ai chối cãi không ạ? Hai người hơn một. Và lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đã phán rằng một người thì rượt đuổi 1.000 ngày, nhưng hai người thì rượt đuổi đến 10.000 người chạy xa. Thế thì anh em thấy cái ích lợi của việc làm đồng đội không? Anh em có thấy ích lợi của việc làm đồng đội không? Một mục sư đã góp phần vào sự phát triển hội thánh của Chúa ở tại Nhật Bản, là một cái đất nước mà chúng ta thấy rằng là sự thờ cúng hình tượng này. Thứ hai là những cái tà đạo, trong đó có ninja, trong đó có những phái tà thuật xâm mình dân cuộc đời của họ cho ma quỷ, vân vân vân. Có rất nhiều băng đảng mà giết người không nhấc tay tại Nhật Bản, và hậu thánh của Chúa đã rất nhiều lần đến đó mà không có kết quả. Nhưng trong cuốn Linh Lực Do Cầu, một mục sư đã nói tuyên bố rằng hãy cho tôi 100 người truyền đạo biết kính sợ Đức Chúa Trời và biết cầu nguyện, tôi sẽ làm thay đổi nước Nhật này. Và lời tuyên bố đó đã được ứng nghiệm sau mấy chục năm thôi này. Đó là nước Nhật ngày hôm nay đã có rất nhiều hội thánh của Chúa mọc lên, và cũng có rất nhiều hội thánh đang ở trong sự phóng hưng của Ngài. Amen. Trên mạng có những clip, có những băng đảng của cái phái như là nếu mình gia nhập thánh đảng của họ phải chặt ngón tay út, chặt ngón tay út. Và người này là người thật sự là một cái đầu gấu, nói về cách miền Bắc đó, là đầu gấu thật sự. Tôi rất thích nghe bằng chứng của cái người anh em này vì khiêm nhường và rất là chân thật, và cuối cùng đã tin nhận Chúa. Và chúng ta nhìn thấy nước Nhật đã được thay đổi bởi cái lợi ích làm việc đồng đội. Amen. Họ không làm việc độc lập. Tất cả các mục sư đều hiệp lại với nhau cầu nguyện. Tại Argentina, tại sao có nhiều mục sư được dấy lên giống như Việt Nam,
cách đây 20 năm về trước, 30 năm về trước, tại Việt Nam đã từng nhận được sự phục hưng của Chúa. Trong lúc đó các tôi tớ của Chúa chưa ai được bắt tay mặt thương cả. Mục sư Võ Văn Lạc, mục sư Đinh Thiên Tứ, mục sư Trần Mai, mục sư ở bên quận 2, tôi xin lỗi quên tên của vị mục sư đó, và nhiều tôi tớ của Chúa nữa. Họ nghe đài nguồn sống lúc đó, cái giờ cầu nguyện là cửa sổ 10:40, đó là chương trình cầu nguyện xuyên những cái cửa sổ mà bị thế lực tối tăm cấm đoán để giải tin lành đầu, trong đó có Việt Nam. Và đài nguồn sống kêu gọi rằng họ sẽ dành 10 ngày của sự kiên ăn cầu nguyện để Việt Nam được phục hưng. Các tổ chức của Chúa nghe đài nguồn sống nói như vậy. Trong lúc đó hả, mục sư Trần Mai vẫn còn đạp chiếc Lambro đó, chiếc xe lam để chở khách đi để mà nuôi sống gia đình. Mục sư Đinh Thiên Tứ và bán nước mía và chở từng cái canh ni lông mắm để bán và nuôi sống gia đình. Mục sư Phong là thì cuộc sống rất là khổ, phải phá xe đạp ở lề đường để kiếm sống nuôi gia đình của mình và hầu việc Chúa. Và ta biết gì không, họ đã hít bốc lại. Lúc đó họ không biết kiêng ăn là gì, họ biết Đức Thánh là cái gì cả, nhưng mà họ hít bốc lại. Và anh biết gì, mới có mấy ngày, chỉ như 3 ngày thôi, buổi chiều họ ăn cháo, Đức Thánh đã đổ xuống. Và họ nghe âm thanh đó tiếng lạ, họ không biết cái chuyện gì xảy ra. Chứ không phải như chúng ta bây giờ ai cũng biết là được Đức Thánh là có dấu hiệu nó tiếng lạ. Các mục sư không hề hay biết Đức Thánh là cái gì. Lẽ thật đó rất là xa lạ với các tôi tớ của Chúa. Nhưng họ hiệp một là trong sự tìm kiếm Chúa, kiên ăn và cầu nguyện. Và Đức Thánh đã đổ xuống, lan đầy dạy họ. Họ có ơn thứ và bắt đầu, để biết gì không, bắt đầu bùng nổ ra. Tôi nghe những người khác, tôi là thế hệ sau cùng của cơn mưa đó, của cơn phục hưng đó. Tôi nhận được những giọt mưa cuối cùng để giữ cho tôi đến ngày hôm nay vì sự khao khát của Thánh Linh. Tôi nghe các tôi Chúa đặt anh tôi đi kể rằng là để mà được bắt cái Thánh Linh đó, mục sư Nguyễn Minh Bồi bây giờ đã về nước Chúa rồi, là ba vợ của mục sư Thành, rồi mục sư Hồ Đắc Tuấn bây giờ ông không còn hầu việc Chúa nữa, rất tiếc cho điều này. Rồi mục sư Lê Minh Hùng ở cách xin lỗi cơ về hướng Vũng Tàu, bây giờ ông đi Úc rồi. Và anh biết gì, họ phải đạp xe đạp từ Vũng Tàu lên Sài Gòn để tìm kiếm sự tôn độ của Thánh Linh. Và người ta phải kết lại đó nè, người ta phải sắp phan để các tôn tớ của Chúa đã đặt tay và mong được bắt tên trong Thánh Linh. Có những tôn tớ Chúa không được, khóc về khóc với Chúa nói, Chúa tại sao con được mà Chúa làm cho con người này mà Chúa không làm cho con. Có nhiều tôn tớ Chúa khóc về nhà bắt đầu kia 1 ngày, 2 ngày không được, 3 ngày cũng không được, 7 ngày tiếp tục lên nhờ các tôn tớ Chúa đặt tay. Và Chúa đã thấy lòng khao khát và Chúa đã bắt tên Thánh Linh cho. Như vậy mà hội thánh tư gia bùng nổ, và Chúa đã dùng hội thánh tư gia chứ Chúa không dùng hội thánh truyền thống. Bây giờ nó cách nghiêm túc đó là Chúa dùng hội thánh tư gia để dấy lên một phong trào phục hưng và nhiều linh hồn được cứu ở tại Việt Nam thì đẹp. Nên nó cách nghiêm túc thống kê những người tin nhận Chúa đó là qua hội thánh tư gia, chứ hội thánh tin lành truyền thống lúc đó không phát triển được. Và ngay cả tôi cũng vậy, nếu tôi không được bắt tên Thánh Linh, tôi không thể làm được công việc giúp đỡ cho mấy người nghiện. Nếu các học trò của tôi không được bắt tên Thánh Linh thì các học trò tôi cũng không bao giờ giúp được cho những người nghiện. Và tôi muốn nói đó là ích lợi khi làm việc đồng đội. Amen. Các mục sư đã ngồi lại với nhau, tôi biết cái giá họ trả. Bắt đầu những người ở trong tổng hội, những mục sư gọi là mục sư hội trưởng rồi, gọi mục sư Lạc lên dứt phép thủ công, đuổi ra khỏi nhà thờ. Mục sư Trần Mai cũng vậy, ra khỏi nhà thờ. Các con tôi của Chúa bị đuổi ra khỏi nhà thờ hết vì có chỉ một việc, đó là bắt tay trong Đức Thánh Linh. Nhưng các con tôi của Chúa đã không ngại ngùng, hiệp một với nhau, tiếp tục yêu thương nhau và hội thánh phát triển. Amen. Amen. Nhưng khi mọi cái diễn ra thật là tốt lành,
khi còn khó khăn yêu nhau, nhưng bây giờ thực sự họ ngồi lại với nhau đã khó rồi, à, chứ không còn thực sự hiệp một để mà tâm đầu ý hợp, từ bỏ hết tất cả mọi điều để một cơn phấn nấn nữa đổ trên đất nước Việt Nam. Cho nên thấy điều thứ nhất, hai người hợp một. Tôi tiếp tục kêu gọi, đó là những người phụ nữ trong hội thánh, chúng ta không còn đi làm nữa, đừng ngồi đó bật tivi coi, đừng đọc báo thần mỏ nữa, đừng đọc báo sale của Costco, của Sam hay là của những cái shopping này để đi shopping nữa. Hãy dành thời giờ cầu nguyện cho hội thánh của chúng mình. Hai người hợp một, amen. Chúng ta có cửa Chúa, chúng ta thấy Chúa sẽ mở cửa làm, amen. Những cơ phục khắp nơi trên nước Mỹ này, bắt đầu từ những người đàn bộ, đàn bà, những người đàn bà quá, họ đã hiệp một lại với nhau, cầu nguyện thâu đêm với nhau, thực sự khao khát tuôn đổ sự khao khát, và Chúa đã hành động, amen. Họ đã biết xung quanh hàng xóm họ có những con người băng đảng trộm cướp thịt ma túy, họ đã hiệp một với nhau cứu con người này, cứu con người kia. Và sau một thời gian họ đã cầu nguyện một quả thật, Chúa đã cứu những con người băng đảng đó, và họ trở thành những mục sư cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời, amen. Amen. Anh em, chúng ta thấy phần B của câu chuyện nói gì ạ? Vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Anh em thấy không ạ? Hai người hợp một vì họ sẽ được công giá tốt. Bao nhiêu người trong chúng ta muốn rằng cái công việc của hội thánh là cái công giá tốt đó nó được ban cho chúng ta? Bao nhiêu người muốn điều này? Anh em không còn sự chọn lựa khác. Anh em có thể nói tôi một xưa còn có phương pháp nào khác không? Tôi có thể dâng tiền vào hội thánh phát triển không? Tôi nói em chúng ta có thể có tiền nhưng hội thánh vẫn không phát triển. Amen. Chúng ta có thể có cái cơ sở để làm một đất thờ của Đức Chúa Trời như ý muốn của chúng ta, nhưng việc phát triển hội thánh nó bắt đầu từ cái chỗ làm việc đầu đầu. Cho tất cả chữ amen. Cho tất cả chữ amen. Anh em ơi, hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Và Đức Chúa Trời hiểu điều này, Chúa Giêsu hiểu điều này, cho nên Ngài đã đến thế gian này, Ngài không làm việc một mình. Amen. Amen. Anh em, tôi nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu làm việc một mình, Ngài có thể làm việc trong 3 năm rưỡi đó không cần bất cứ một sứ đồ nào cả. Ngài không cần bất cứ một môn đồ nào cả. Và đúng, 3 năm rưỡi đó Ngài kêu gọi họ, Ngài huấn luyện họ, nhưng họ chưa thành công. Amen. Phê-rơ vẫn tiếp tục chối bỏ Chúa, amen. Giu-ca, Giu-đa, cái đó thì bán thầy, amen. Phải không? Thô-ma thì nói gì? Khi nào mà tay tôi chạm đến sườn này, tay tôi chạm đến dấu đinh này, tôi mới tin. Phi-líp nói gì? Thầy, xin chỉ cha chúng tôi với Chúa nói gì? Phi-líp, ngươi ở ta bao lâu nay mà ngươi không biết cha sao? Thì ai thấy ta là thấy cha. Trong 3 năm rưỡi khi Ngài còn sống trong xác thịt này, Ngài huấn luyện họ, họ không có kết quả. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Khi Chúa Giêsu về trời, Đức Thánh Linh được sai đến không trong một thân xác giống như Chúa Giêsu, amen. Amen. Nhưng Đức Thánh Linh làm việc trên những chức vụ, những môn đồ đã trung tín với Chúa Giêsu, amen. Đã sửa sai, amen. Phi-rơ đã ăn năn từ bỏ việc đánh cá, quay trở lại với chức vụ, amen. Hallelujah. Và họ tập hiệp một với nhau, 120 người trên phòng cao, và Đức Thánh đổ xuống, và lễ của tuần xuất hiện, hội thánh đầu tiên được khai sinh ra. Anh em, Đức Thánh Linh chỉ làm việc khi Ngài nhìn thấy chúng ta làm việc đồng đội, có sự hiệp một với nhau ở đó. Tôi hiểu điều này anh em. Chúa không bao giờ làm việc mà có sự phân rẽ. Cho nên tôi nói các học trò của tôi đó, có thể chúng ta bất đồng quan điểm với nhau các con. Có thể các con bất đồng quan điểm với bố, bố bất đồng quan điểm với các con. Nhưng các con hãy nhớ, đừng để ma quỷ xen vào và gây ra sự chia rẽ giữa chức vụ của bố và các con. Đừng, vì ma quỷ rất tinh khôn. Và học trò của tôi, chúng tôi đã tôn quý sự hiệp một Đức Thánh Linh và không chấp nhận sự chia rẽ. Amen. Có những lúc tôi phải hạ mình xuống để xin lỗi học trò. Bố sai rồi. Bố sai.
Cho nên tôi đứng trước một tập thể này, tôi xin lỗi, bố đã sai. Bố đã sai rồi, ứng xử của bố như vậy là không đúng, sai rồi. Và nó biết gì, tôi phải hạ mình xuống bởi vì gì? Tôi phải giữ gìn sự nghiệp của Đức Thánh Linh này, amen. Amen. Ở đây có những tôi tớ của Chúa sợ hạ mình trước hội thánh vì mình là lãnh đạo mà, tại sao mình phải hạ mình? Nhưng tôi sẵn sàng hạ mình để Chúa được tôn cao, amen. Nếu tôi bảo vệ, tôi lấy cái tôi của tôi đó, tôi nói tôi là người lãnh đạo, mấy con không nói việc bố, mấy con đi chỗ khác đi, để bố giấy đứa khác lên, bố đào tạo đứa khác lên, thì tôi có thể có học trò mới, nhưng tôi sẽ mất thời gian để đào tạo học trò mới, amen không ạ? Và khi học trò tôi bỏ, chỗ này trống, chỗ này trống, hàng rào này không có cái chỗ, đúng không ạ? Và hàng rào bị lung lay, ma quỷ gì tấn công vào, đúng không? Anh hiểu điều tôi nói không? Cho nên vì cái đó mà tôi tôn trọng anh em, tôi bằng một cách giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh trong việc làm việc đồng đội. Tôi để dạy các học trò có những lúc bất bình quan điểm, bất bình cách thấu việc Chúa. Có những tôi tớ của Chúa như tôi nói, có những tôi tớ Chúa đi đúng giờ học hành, có những tôi tớ của Chúa rất nghiêm túc trong việc phát biểu ý kiến và tôn trọng ý kiến của người khác và nhớ cái lời phát biểu ý kiến của mình và sau đó về thay đổi để làm. Nhưng có những tôi tớ của Chúa nói trong cuộc họp thì hay lắm, nhưng mà rơi cuộc họp thì vẫn là hủ như cẩm, là vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Thế là các mục sư dưới tôi đó, tức là những cái người mục sư từ trước của tôi đi ra đó, họ bắt đầu tranh chiến nó với tôi là bố, con không phục, mình nói mà không làm. Tôi nói gì con, nhịn nhục đi. Nhịn đi con, dùng dây hòa bình, giữ gìn sự bột của tôi lên con. Có những ông đó tôi nói, con mệt quá, con không thể nào làm việc được với con người đó. Cứ đi tần tàn, đôi khi đi vào, còn cầm ly cà phê, mặc quần sỏng, mặc quần sọc đi vào. Tư cách của một người hầu Chúa như vậy. Và tôi khó chịu, tôi rất là khó chịu. Nhưng mà tôi nói không cho gì, bố cũng vậy, bố không chịu nổi. Nhưng mà vì cái Chúa bố phải chịu. Vì cái Chúa phải chịu. Và thật, Chúa đã, anh biết tôi có một cậu trò tôi phải nhịn mất 10 năm anh em. Bố nói là Chúa biết. Một cậu trò chức vụ, tôi giáo hội thánh chức vụ, tôi nhìn cả 10 năm trời, sự bê trễ của người học trò của tôi, sự không đi thăm viếng của học trò của tôi, đến mức độ của tôi bất cả kia tôi nói thì nếu con cuối năm nay mà con không thay đổi á thì con làm ơn trả cầu thật lại đây để thầy lo cho, thầy không thể chịu đựng được. Con khóc thầy mở hội thánh trong những cái lúc rất là khó khăn, con thầy giao cho con, thầy tin con, thầy giao cho con 10 năm này tại sao không thay đổi. Nhưng cảm ơn Chúa, cuối cùng cầu trò tôi đã thay đổi. Và cảm ơn Chúa, đôi lúc không chịu được, nhưng mà tôi nín chịu, chịu được vì cớ Chúa em. Anh đã thấy công giá tốt của công việc mình được ứng nghiệm. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Và tôi không muốn nói nhiều ở cái câu 10 đến câu thứ 12 nữa. Tất cả ta biết rồi, khi Chúa sai hai người đi cũng giống như mạch văn này, nếu người này sa ngã người kia nâng đỡ, amen. Người kia yếu đuối có người khác mạnh mẽ để nâng đỡ, dìu dắt với nhau, amen. Việc làm việc đồng đội ích lợi lắm các anh em ơi, rất ích lợi, rất ích lợi và rất quan trọng. Và tôi nhìn thấy cái lỗ hổng ngày hôm nay trong các hội thánh là không có làm việc theo đồng đội, họ làm việc gọi là múa võ tự do và mục sư làm hết tất cả các công việc. Nhân sự thì nhiều lắm, khả năng tài năng đầy trong hội thánh hết. Và tôi có gặp một số nhân sự, một số thánh khác, tôi hỏi ủa tại sao con giúp gì cho mục sư trơn vậy? Rồi nhân sự nói gì? Mục sư đâu có nhờ con đâu cũng giúp. Tôi hỏi về mục sư khác, tôi nói mục sư sao hội thánh em thấy nhiều người rất có tài năng, nhiều kỹ sư tin học, làm vi tính bao bôi, tại sao mục sư phải đánh bao bôi, mục sư phải làm chương trình này kia? Nói mục sư sao mục sư không giao cho họ? Mục sư trả lời giao đó đâu làm đâu mục sư. Chúng ta thấy có hai chiều không? Một bên thì mục sư không giao, một bên thì mục sư giáo mà nhân sự không chịu làm.
Bởi vì cả hai không hiểu được trách nhiệm của cái việc làm đồng đội với nhau. Và chúng ta sẽ học cái đó. Tôi hy vọng là trong cái tiết đến với học kỳ thì tối nay chúng ta sẽ không học hết được những cái điều gì mà chúng ta sẽ học và mổ xẻ với nhau trong lĩnh vực này. Amen. Amen không ạ? Bây giờ ta đến cái điều, cái phân đoạn kinh thánh cuối cùng ở cái phần này. Đó là Sứ Kinh Thánh đoạn 18 câu 32 câu 3 đến 13, xin lỗi. Sứ Kinh Thánh đoạn 18 câu 13 đến câu 26. Tôi xin đọc ha. Đoạn kinh thánh này ai cũng biết rồi, nhưng tôi muốn đọc để chúng ta được nhắc lại. Qua ngày sau, Môi-se đang ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng chụp trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Anh đang thấy Môi-se không? Làm việc một mình. Làm việc một mình. Ông đoán xét dân sự. Kinh thánh kỹ thuật cái thời điểm đó gì? Từ sớm mai cho đến chiều. Ồ, thật là cô đơn. Thật là áp lực quá. Và Chúa thật là tuyệt vời. Chúa sai ông gia đến câu 14 nói gì? Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: con làm chi cùng dân sự đó? Anh em thấy ông gia ông tế nhị, ông tinh tế lắm. Ông hỏi một câu hỏi mà Môi-se không hiểu được. Ông nói là: con làm gì cho dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình? Anh em, sao con chỉ ngồi một mình? Anh tôi đã nói với anh là tôi học Chúa ở chỗ này. Tôi đã từng thất bại vì tôi ngồi một mình. Tôi giảng một mình, tôi làm việc một mình. Tôi không có nhân sự. Vì tôi cứ nghĩ rằng tôi làm được. Tôi làm được. Và khi Chúa đầu mở mắt tôi tại Malaysia thì tôi bắt đầu nhìn thấy: wow Chúa ơi, con quá sai, con quá bậy bạ quá rồi. Ông Giê-trô là ông gia của Môi-se nói gì? Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình? Còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy. Câu 15, Môi-se không hiểu được tâm tình của ông gia. Môi-se không hiểu được Đức Chúa Trời đã sai ông gia đến để nói những điều mà Môi-se cần được thay đổi. Amen. Anh em có thấy tôi giống ông Giê-trô không vậy? Chúa sai tôi đến để nói những lời mà Hội Thánh phải thay đổi. Môi-se không hiểu chính ông khoe. Ông khoe, ông lấy giống như là ông báo cáo cho ông bố vợ thấy đúng không? Con bố gả con gái của con cho con mà đúng đó. Ông tự hào, ông nói với câu 15: ấy vì dân sự đến cùng tôi đang hỏi ý Đức Chúa Trời. Ông không hiểu gì hết về cái điều mà Chúa dùng ông gia của mình để khuyên bảo mình cả. Ông khoe, ông nói đó là vì dân sự đến cùng tôi. Họ hiểu, họ tìm hiểu ý của Đức Chúa Trời. Có lẽ ông nói gì? Ông là cái người được ơn lắm. Ông truyền đạt ý của Đức Chúa Trời cho dân sự từ sớm mai cho đến buổi chiều tối. Ông được ơn, ông không hiểu gì cả chỗ này. Anh em, tôi cầu nguyện để anh em thấy đó là tôi giống như ông Giê-trô vậy đó. Chúa đưa tôi đến đây để nói với Hội Thánh những cái điều mà chúng ta phải chịu thay đổi. Để tôi nghe chị anh em, tôi đã chấp nhận thay đổi. Và chúng ta thấy gì sau câu khoe khoang của Môi-se? Câu 16, ông tiếp tục nói gì? Khi nào họ có việc gì thì đến cùng tôi sẽ đón người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông tiếp tục khoe bảo không ạ? Ông khoe về ơn của ông. Ông khoe về sự dẫn dắt và của ông đối với dân sự. Ông bày cho họ biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông truyền những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông cha vợ không mang đến những lời khoe khoang đó. Mà người ông cha vợ nói gì? Câu 17, nhưng ông cha lại nói rằng: điều con làm đó chẳng tiện. Điều con ngồi một mình đó chẳng tiện. Dù con được ở, nhưng một mình con làm không tốt. Phải không? Không thuận lợi cho chức vụ của con. Không thuận lợi cho bài chiến và ta giao, Đức Chúa Ba giao cho con. Câu 18, quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai. Vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Anh em, chúng ta thấy, chúng ta cứ tưởng tượng Hội Thánh của Chúa còn nhỏ thế này. Ông bà mục sư chắc chắn bị áp lực rất nhiều. Những con người có tấm lòng bị áp lực rất nhiều với Hội Thánh với 20 năm.
Tôi làm công tác giải cứu những người nghiện 25 năm. Tôi bước vào năm thứ 26 rồi. Và tôi đứng vào thứ tư gia tại Việt Nam hơn 30 năm. Em tôi có thể đủ những điều mà tôi có thể đảm bảo phần này. Và tôi đã học tập với Chúa để tôi trưởng thành như thế nào để thành một người lãnh đạo tốt em em. Một người lãnh đạo tốt là một người không bao giờ chấp nhận làm việc một mình, phải làm việc với đồng đội. Amen. Amen. Phải có người đồng đội, tôi lặp lại. Đồng đội chứ không phải phe cánh. Không có phe cánh. Mà đồng đội, chúng ta sẽ học làm việc đồng đội có những cái cản trở như thế nào và chúng ta phải vượt gì đó để chúng ta trở thành là một đội với nhau. Giống như đá banh vậy đó. 11 cầu thủ nhưng phải hiệp một tuân thủ cái đấu pháp của huấn luyện viên ngày mai. Amen. Dù là cầu thủ có đá hay cỡ nào đi nữa, nhưng nếu không làm việc đồng đội, đội bóng sẽ thất bại. Đánh lại cái bóng đó chuyên cho người khác, người đá sẽ để chân nhẹ nhàng vô gồm. Nhưng mà cái cầu thủ đó muốn lập chính lợi phẩm cho mình, muốn cho mình là người nổi tiếng, và cuối cùng đã hỏng cái quả bóng ra khỏi khung thành, và cuối cùng đội bóng của chính mình đã bị thua vì không có tính đồng đội ở đó. Và chúng ta nhìn thấy câu 19. Ồ, ông Giê-trô này, chúng ta nên cầu nguyện cho những con gái của mình, những chàng trai của mình phải có những ông cha kiểu này này thì mới gọi là xứng đáng này. Tất bình quá. Một ông cha giờ vậy là tôi nói xứng đáng. Ông tất tình câu 19 nói gì? Bây giờ hãy ngày ra khuyên con một lời, cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ con. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài. Chúng ta thấy không? Bây giờ ông bắt đầu chỉ cho con rể của ông không muốn con gái của ông quá chồng sớm. Ông không muốn những cháu ngoại của ông mất cha của nó sớm. Vì sẽ hú sức và chết, chắc chắn chết. Anh em, và rồi gì? Ông khuyên rằng hãy thay mặt cho dân sự trước mặt Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài. Câu 20. Hãy lấy mặt lệnh luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều gì phải làm. Chúng ta thấy không? Thay vì ông chỉ một mình ông chỉ, thì bây giờ ông muốn rằng Môi-se phải dạy cho những người khác về đường lối của Đức Chúa Trời, về mạng lệnh của Đức Chúa Trời, để những người đó dạy lại cho người khác. Cho tôi nghe chị amen. Và tôi đã làm điều này cho các học trò tôi tại trung tâm. Tôi phải dạy các em lời của Đức Chúa Trời. Tôi dạy em về Kinh Thánh. Tôi dạy em về những lẽ thật. Tôi dạy các em về Đức Thánh Linh. Tôi dạy các em về cách vận hành ân tứ. Tôi dạy các em về sự thờ phượng. Tôi dạy các em về sự giải cứu. Tôi dạy các em về truyền giáo, về tấm lòng trắc ẩn. Tôi dạy các em về sự thuận phục, về sự vâng lời. Và những điều gì tôi đã gieo ra, ví dụ tôi gieo ra, chúng tôi thấy không trở về đúng nhưng và có rất kết quả. Và chúng ta thấy bây giờ đến câu thứ 21. Không phải chọn bất cứ người nào đâu, nhưng Giê-trô chỉ cho Môi-se cách làm việc Đức Chúa Trời. Nhưng hãy chọn lấy trong họ dân sự mấy người tài năng, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Trong hội thánh của chúng có rất nhiều người tài năng, có những người có khả năng, nhưng anh em không phải người nào có tài năng chúng ta cũng dùng đâu. Phải có dấu hiệu đó là người đó phải kính sợ Đức Chúa Trời. Thứ hai là phải chân thật, không có giả dối. Cho tôi nghe chuyện amen. Anh em tôi thử các trò tôi ghê lắm để tìm một người trở thành cái người cùng làm việc với đội của tôi. Tôi phải thử các em từ phương diện tình cảm, tiền bạc, đến sự khiêm nhường, đầu phục không, vâng lời không, biết kiểm soát cơn giận của mình không. Tôi thử và bằng mọi cách Chúa cho tôi tìm được những cậu học trò thật là tốt lành để cùng làm việc, để xây dựng vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói, trong hội thánh của Chúa rất là cần những người làm việc. Đôi khi chúng ta cần, nhưng chúng ta lại không có những yếu tố này. Kinh Thánh là nền tảng nào em? Chúng ta hãy chọn những người làm việc chung với nền tảng Thánh, không bao giờ lỗi nữa. Tài năng, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời, phải chân thật,
Rồi gì nữa anh em? Ghét sự tham lợi. Hả? À, ghét sự tham lợi. Là một người của Chúa còn tham không? Tham lợi không? Tham tiền bạc không? Tham danh vọng không? Tham địa vị không? Tham quyền hành không? Rồi gì mà lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, anh em thấy không? Và tôi đã vâng lời Chúa, tôi đã thập sắp đặt những người mà Chúa giao cho tôi đó như cái cách này này. À, đến ngày nay có những anh em đã đi với tôi 10 năm hơn rồi, họ thay mặt tôi để lãnh đạo cả trung tâm luôn, cả hành trạch luôn, tôi có ban bệ hết, người lo hành trạch, tiền bạc vợ chồng tôi không nắm giữ. Ác cao đó làm những anh em trong trung tâm đứng tên, chúng tôi không đứng tên. Đây một điều mà tôi vui mừng là tôi không giữ tiền, vì tôi biết cái quyền lực của nó, tôi biết nếu không cẩn thận tôi bị mang tiếng. Cho nên cái đó mà chúng tôi đã bàn giao điều này hơn 200 năm về trước. Tôi vui mừng một điều đó, tôi không bị lên nhiệm vị thế để tài chính, bởi các học trò tôi làm đó, vợ tôi là một ác cao thiên, cho nên là cứ một tháng, hai tháng, ba tháng vợ tôi lên và sổ sách phải được đọc lại. Vợ tôi bắt đầu ngồi suốt một ngày, hai ngày để kiểm tra thu bao nhiêu, chi ra như thế nào, rồi thâm thủ như thế nào, và tiền chi phí có thực sự là ngay thật không. Đó là trung tâm giải cứu. Và tôi tin những học trò nên tôi thử đó. Tôi bỏ một cục tiền ăn mười mấy triệu đồng Việt Nam, cả 800 đô la trong túi quần. Tôi để, tôi ngủ, tôi nằm bên cạnh một đứa học trò thường ngủ. Và nếu tôi ngủ dậy, tôi để co thử, tôi thấy cái cục tiền không còn ở đâu. Tôi thử co thử cậu học trò tôi như thế nào. Nhưng mà cậu học trò rất dễ thương, nói gì, bố ơi, khi nãy bố ngủ, bố sửa, bố để tiền nữa. Con thức giấc dậy, con thấy con không tiền, bố đếm lại coi thử đủ số tiền đó. Vì đối với tôi nguyên tắc kinh thánh gì, thiếu một đồng cũng không ra khỏi mục. Chúng ta biết rằng nếu ta lem nhem tiền bạc chỉ còn một đồng một sen thôi đó, thì chúng ta cũng không được ra khỏi mục, chúng ta vẫn còn bị lẫn quẩn bởi cái ma môn đó, phải không? Mà Phaolô nói gì? Không tham lợi. Và lập họ lên như vậy. Công 2, đặng xét nó nhân sự hàng ngày. Nếu có việc các ngày lớn, họ hãy giải lên cho con. Còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Chúng ta thấy làm việc đồng đội không? Chúng ta thấy lợi ích mình làm việc đồng đội không? Đó là san cho nó nhẹ gánh. Trước đây khi chúng tôi chưa có nhân sự, tôi chưa đào tạo đó, tiền bạc chúng tôi phải giữ. Mệt lắm, anh em đau đầu lắm. Rất là đau đầu đó, khi mình bọc tiền của trung tâm trong túi, cái mình chi phí mình quên mất. Mình quên mất cái đem tiền giao, đem tiền ra, mất. Thế nên mình không biết cái số tiền đi về đâu. Anh em, rất là khó chịu. Và rồi phụ huynh bắt đầu nói là tôi đã gửi tiền cho thầy, mà tại sao bây giờ trong trung tâm đó là chưa nhận tiền. Nó mệt mỏi lắm. À, chúng tôi đã dâng hiến cho cái điều này, mà tại sao bây giờ là tôi hỏi các học trò của thầy, thầy các học trò nó chưa nhận được số tiền đó. Thế thì số tiền tôi chắc có thầy đi về đâu. Ồ, đau đầu lắm em, rất đau đầu. Từng ngày đi dàng. Và cuối cùng tôi đã bàn với nhà tôi, nói em, không xong rồi, không xong rồi. À, không xong, quyết định họp trung tâm lại, bắt đầu bàn giao tất cả đều có sổ sách hết, và chúng tôi được thoát ra khỏi cái số tài chính mà chúng tôi không có được quản lý, không được phép. Một người lãnh đạo của trung tâm không có nắm tài chính. Tôi đã học của Chúa điều đó, và tôi được thoát ra khỏi, tôi sống rất là vô tư. Vấn đề tài chính tôi không còn để nặng đầu cho cái vấn đề là tiền ở đâu, làm thế nào, không. Tôi hoàn toàn đồng phục Chúa. Và bây giờ chúng ta để ý nè, tôi lặp lại. Ích lợi làm việc đồng đội đó là gì? Hãy san bớt gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Cao trò đã chia gánh với tôi, và ngày nay tôi nhẹ nhàng để hầu việc Chúa. Tôi chỉ lo những cái chức vụ đó là cầu nguyện, giảng dạy, cầu nguyện giải cứu, giúp đỡ, tư vấn, và làm những việc lớn hơn một chút. Amen.
Amen. À, và các học trò đã thay thế tôi ở phòng giải cứu, các học trò thay thế tôi ở cái sự giúp đỡ các anh em, các học trò thay thế tôi vấn đề tài chính, các học trò thay thế tôi về văn bản, các học trò thay thế tôi việc trình xin đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền, các học trò thay mặt tất cả mọi điều làm được hết tất cả mọi việc, rất là đau phần đó. Câu 23 là điều mà tôi muốn nói với hội thánh của Chúa tôi hôm nay, và đây là lời tỏ ra Chúa dành cho hội thánh của Ngài, để anh thấy nếu chúng ta thật sự làm việc đồng đội, khải tượng hội thánh sẽ bộc lộ ra và chúng ta sẽ về đích. Còn bà nói gì ạ? À? Nếu con làm việc này, có nghĩa là gì? Làm việc nào? Làm việc gì nào? Chị? À, chị gánh nặng. Chị Hương, nếu con làm việc này là việc gì? À, chị sẽ gánh nặng. Hay nói thêm học đó là đừng làm việc một mình nữa, mà hãy làm việc có đồng đội. Amen. Chào tất cả chị. Amen. Tôi lặp lại. Nếu con làm việc này có nghĩa là con đừng làm việc một mình nữa, con đừng có ngồi đó đón xét một mình nữa, con đừng có đồng đội việc chơi quen một mình nữa, mà con hãy làm việc có đồng đội. Chào tất cả chị. Amen. Và Đức Chúa Trời ban linh cho con. Tôi thấy ông nói tiếp này, con chắc sẽ chịu nổi được. Việc ích lợi thứ hai của làm đồng đội đó là chúng ta chịu nổi áp lực được. Amen. Amen. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Galatia đoạn 6 lần Chúa dạy chúng ta như vậy. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, chia sớt gánh nặng. Amen. Chia sớt gánh nặng. À, con chắc sẽ chịu nổi được, con đuối sức đâu. Con chịu nổi được áp lực, con có sức được để mà tiếp tục hầu về Chúa. Ba tôi luôn dặn tôi một điều. Con à sĩ, hãy nhớ nha con. Con hầu việc Chúa cả đời chứ không phải hầu việc Chúa một năm, hai năm đâu nha con. Mà mỗi lần tôi về tôi thăm ba tôi 10 lần như một anh em, có nhiều khi tôi khó chịu lắm. Đó đặc biệt ba tôi không bao giờ nói trước giờ tôi bay trong những ngày tôi còn sống với ba mẹ đi về thăm đó. Mà ba tôi nói ngày mai con về, con cũng về là Sài Gòn mà. Thì ba nói gì? Ngày mai con đi hả? Sao giờ này con muốn nói ba? Thế là bắt đầu nói cũng là cái nội dung đó. Chị, ba biết con đang được Chúa dùng, nhưng con nhớ nha, chia sẻ gánh nặng, con đừng có lao sức quá nha con. Bà thấy con nhọc nhằn quá, con phải chia cho người khác làm. Bởi vì nếu con làm như vậy, con không thể nào có sức để hầu Chúa suốt cả cuộc đời của con. Chúng ta thấy có những tôi thân của Chúa đã chết vì cớ viết áp cao phải không? Có phải không? Điều này có không vậy? Trên đất Mỹ này có không vậy? Có những tôi tớ của Chúa đã chết vì cớ không chia gánh nặng cho ai, không chia với vợ của mình, không tâm tình, không chia sớt, mà một mình cứ lủi thủi làm việc. Đáng lẽ tôi tớ của Chúa vẫn còn hầu Chúa nữa chứ, nhưng mà đã lao lực, đã làm việc một mình giống như Môi-se, và cuối cùng đã mất cơ hội, không còn hầu việc Chúa được nữa. Con chịu nổi được. Phần cuối cùng của khoảng 3 là câu mà Chúa nói với tôi, hãy nói với hội thánh của ta, hãy nói với nàng dâu của ta đây, và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình. Chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, đừng nhìn tôi. Và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên. Anh em, Kinh Thánh Chúa nói với tôi, lời Chúa tỏ ra là cả dân sự, cả con cái Chúa trong hội thánh Việt Đại Hào này sẽ đến cái đến đích. Đó là sẽ thấy cái khải tượng hội thánh phục hưng, hội thánh sẽ có nhiều người được tin nhận Chúa. Amen. Amen. Cho tôi nghe chị. Amen. Hội thánh sẽ có sự bình an. Đây là lời Chúa nói với tôi tỏ ra với hội thánh của Ngài. Anh em có muốn khải tượng mình được tỏ ra không? Anh em có muốn Chúa gia ơn cho hội thánh của Chúa không? Thì chúng ta hãy bắt đầu ngày hôm nay, đừng bao giờ làm việc một mình nữa. Hallelujah! Hãy làm việc có đồng đội với nhau. Và đã thấy những điều rất là kỳ diệu khi chúng ta làm việc đồng đội. Câu 4, Môi-se như thế nào?
cãi lại về ông cha của mình đúng không? Ông chỉ là ba vợ của con thôi. À, ông là thầy tế lễ của cái người ngoại giáo. Ông có biết gì? Đức Chúa Trời kêu mình gọi một mình tôi thôi. Có phải như vậy không? Không. Mô-sê nói rằng là, một cái thánh nói rằng Mô-sê vâng lời ông cha mình. Ước ao tối hôm nay chúng ta nói với Chúa rằng chúng con sẽ vâng lời tôi tớ của Chúa mà Ngài sai đến với chúng con trong đợt huấn luyện này. Amen. Con sẽ vâng lời tôi tớ của Ngài. Amen. Và ông vâng lời như thế nào ạ? Đó là làm y, chứ không phải làm nửa vời, làm 50%. Làm y như mọi điều người đã dạy. Và ông làm y như vậy. Câu 5, Môi-se chọn trong cải sơ những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc cài người, 100 người, 50 người hoặc 10 người. Còn 6, họ sẽ đóng dân sự hàng ngày. Các việc khó họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ sẽ xét lấy các việc nhỏ. Cho tôi nghe chị Amen, cho tôi nghe chị Amen. Anh em ơi, hãy quyết định thay đổi và làm y những cái gì Kinh Thánh dạy chúng ta tối hôm nay. Và câu thánh cuối cùng, Tim-thi nhì đoạn 2 câu số 2, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Anh thấy Phao-lô khuyên Timôthê khi Phao-lô ở trong tù tại thành La Mã đang chờ ra tòa để xét xử. Nhưng tâm tình của Phao-lô là nghĩ về hội thánh của Chúa. Ông cứu mang hội thánh của Chúa. Ông cứu mang chức vụ của một sứ trẻ tên là Timôthê. Và ông nói gì? Những điều mà con đã nghe từ người ta đó, ở trước mặt nhiều người chứng kiến. Hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để nói với em rằng tôi đã giảng những điều những ngày qua là trước nhiều người chứng kiến. Amen. Tôi không giảng một cách gì lén lút, công khai. Nhiều người làm chứng cho sự nghiệp này tôi đang giảng cho em. Và Phao-lô nói với Timôthê gì? Hãy giao phó cho mấy người trung thành. Anh đã để ý, chữ mấy người là nói về số nhiều, chứ không phải cho một người trung thành, nhưng cho mấy người trung thành. Tiếp tục thấy hình ảnh của cái đội làm việc, à, cùng làm việc theo đội với nhau. Và cái đội này phải là những người trung thành với sự kêu gọi của Chúa. Nếu một con người mà cửa một cái bỏ chức vụ, cửa hai cái bỏ chức vụ, cửa ba cái bỏ chức vụ thì rất là khó để sử dụng. Chúng ta phải giao phó cho những người trung thành. Và chúng ta chỉ biết những người trung thành đó là khi chức vụ họ qua những gian lao, qua những sự hết mà họ không bỏ cuộc đó, và nên giao việc cho những con người đó bởi vì họ đã trung thành. Tôi muốn làm chứng về ba tôi một chút. Ba mẹ tôi, năm đầu tiên ba tôi, ba mẹ tôi vào năm thứ nhất của trường thần học Nha Trang. Và khi ba tôi và mẹ tôi đang học năm thứ nhất thì ba mẹ tôi nghe một cái tin thật sự không tốt lành chút nào cả. Đó là hai anh của tôi sinh đôi tên là Tấn Thủ và Tấn Khoa gửi cho nội nuôi. Và mùa đông mà, thì lúc đó thời kỳ của pháp thuộc, cho nên là ông bà nội mới lấy lửa than á, bỏ trong cái nồi Việt Nam mình mà, để mà sưởi ấm. Và ông nội ru hai anh của tôi ngủ trên một cái nồi sinh đôi, ngủ trên một cái nồi, nồi bằng tre ta biết, và ru như vậy. Thì dưới đây là cái bếp lửa than rất là đỏ, đang ngừng ngực ở đó. Và đứt cái dây nồi, chúng ta biết điều gì không? Đứt cái dây nồi và hai anh của tôi rớt vào cái nồi than đang đỏ luôn. Và cuối cùng đầu của hai anh của tôi đó bị phỏng nặng và hai anh của tôi đã chết. À, lúc đó tôi chưa ra đời, nhưng mà sau này ba tôi kể lại. Và thật sự tôi ngồi lắng lòng để suy nghĩ rằng làm thế nào để ba mình có thể vượt qua được cái mất mát này. Quá đau đớn, mất lần hai đứa con. Mất lần hai đứa con. Tôi ngồi nghe ba tôi kể chuyện, ba tôi khóc, tôi cũng khóc. Tôi có suy nghĩ là làm sao ba mình có thể vượt qua được cái nỗi đau đớn này. Và tôi hỏi ba,
rồi làm sao nữa, nó ban sao ban trở thật, ban tiếp tục đi tiếp được trong cái trường thần học đó. Và tôi nói gì, con biết không, ba mẹ cũng bỏ cuộc vì đau đớn, mất mát quá, đau đớn của ma quỷ bắt đầu nói những cái lời nói đó, mày không có trách nhiệm nuôi con cái, mày giao cho ông bà nội rồi này nọ, con của mày chết, giống như là rất là thương tâm. Và tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng các giáo sư trường thần học, các bạn bè trong cái khóa đầu tiên đó đã khích lệ ba của tôi, đừng bỏ cuộc Phi ơi, đừng bỏ cuộc, mọi cái rồi sẽ nhanh quá thôi. Các giáo sư trường thần học đó, trong đó có cụ ông Phong Nguyên, có cụ Đoàn Văn Miên, bây giờ các tôi có chú về được chú hết rồi, là những người thương ba tôi. Một sư Lê Hoàng Phú rất thương ba tôi, cứ dỗ dành ba tôi, nói không sao đâu Phi, con cứ cầu nguyện thân linh của Chúa giúp đỡ con vượt qua. Thế ba tôi đã vượt qua được nỗi đau đó để tiếp tục đeo đuổi vào chức vụ học trường Kinh Thánh để trở thành một mục sư. Anh em, không có chức vụ nào mà không có thử thách, phải không ạ? Nếu ta không có thực sự vượt qua được đó, thì tôi nói đến cái cảm giác trách Chúa đó. Trách Chúa. Có những tôi nói Chúa đã bị bắt trong tù và ở trong đó đã trách móc Chúa rằng Chúa, con hỏi Chúa con đâu có làm gì sai đâu, tại sao bây giờ con phải bắt ở trong tù như thế này, không phải bị người ta đánh, con không có thức ăn, tại sao con phải xa cách gia đình của con, vợ con và các con của con. Có những tôi nói của Chúa mất mát những điều ở trong cuộc đời của chính mình và đã không vượt được sự thật này. Nếu ta vượt được thì chúng ta là tôi tớ trung thành của Chúa. Amen. Amen. Anh em có muốn được Chúa dùng không? Hãy bắt đầu từ cái chỗ trung thành. Trung thành hay là trung tín? Amen. Dù có hoạn nạn, dù có tử thất, dù con của mình có chết đi nữa, thì anh em ơi, Chúa đang tể trị. Amen. 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 Và nếu ta vượt được, Chúa sẽ nói ta rằng là con là đệ tử trung thành của ta, được lắm, ta sẽ sức dầu và dùng con cho công việc của ta. Amen. Amen. Trên các anh chị em yêu dấu của tôi kể câu chuyện của ba tôi. Tôi kể câu chuyện cho chức vụ của tôi cũng vậy. Tôi gặp rất nhiều thử thách. Có những lúc mà tôi dường như muốn bỏ cuộc. Một câu chuyện mà học trò đã đốt nhà tôi, giết cả vợ tôi, con của tôi. Và trong nhà lúc đó có hai mẹ con bây giờ vẫn còn sống đó. Có một người học trò bây giờ trở thành mục sư rồi. Rồi đốt nhà tôi, lít sân đã mở ra rồi. Học quẹt ra cầm đôi tay. Chúng tôi cầu nguyện. Vợ tôi xin lỗi cắt không còn ra giọt máu. Phương Minh lúc đó còn nhỏ có ôm chân nhà của tôi khóc ré lên như vậy. Tôi cứ đi tới đi lui cầu nguyện trong tiếng lặng. Vợ tôi nói gì, anh ơi hãy gọi cảnh sát 113 giống như là 911 ở đây vậy đó. Tôi nói em không, mình làm công tác yêu thương mà, Chúa bình phục mình. Và quả thật đêm đó Chúa bình phục chúng tôi, nhưng vợ tôi bị tổn thương lắm. Và đêm đó vợ tôi khóc rất nhiều. Và khi tôi vào mời vợ tôi ra để giữ tiệc thánh, vợ tôi nói một câu này, anh sĩ, từ ngày anh cưới em về làm vợ, em chưa từng xin anh một điều gì hết. Tôi đơn sơ tôi nói nhà tôi rằng, chứ tối nay em xin anh điều gì? Vợ tôi nhìn mà nói gì? Em xin anh từ bỏ cái chức vụ giúp đỡ mấy người nghiện đi. Kinh quá, em thấy ghê quá. Có chừng một ngày đó anh chết, em chết và con của mình chết. Em thấy ghê quá. Mà Chúa cho tôi sự khôn ngoan đến đó tôi không trả lời cho vợ của tôi. Tôi yên lặng và tôi cứ nói vợ tôi, em nghe anh đi. Ra dự tiệc thánh, ra dự lễ vượt qua để em, để linh sự chết và vượt qua cái gia đình của mình tổ hôm nay. Và cảm ơn Chúa, vợ tôi đã ra, chúng tôi dự tiệc thánh rất là phước hạnh. Vợ tôi đã khóc, vỡ òa trong sự tha thứ cho cậu học trò đó. Và linh sự chết thật sự đã vượt ra khỏi gia đình của chúng tôi. Anh em, tôi muốn kể ra người đó. Để tài Mỹ này
chúng ta nhìn thấy những cái thử thách của chúng ta nó chưa là gì, phải không ạ? Có phải không? Mà chúng ta đã trối sống, trối chết. Chúng ta muốn từ bỏ chức vụ, chúng ta muốn từ bỏ sự kêu gọi của Chúa, và chúng ta trở lại nghề đánh cá, chúng ta trở lại làm những công việc rất tầm thường mà Chúa đã được ủi ra để cứu rỗi cuộc đời chúng ta. Và Ngài không phải chỉ cứu mà thôi, Ngài còn tin, Ngài cho chúng ta được một cái sự kêu gọi để đứng vào hàng ngũ những người thay mặt Chúa làm công việc của nhà Chúa ở trên đất này. Thì tối hôm nay, nguyện lời của Chúa thay đổi chúng ta. Mô-sê đã hạ mình nhận lấy lời của người bố vợ, và ông đã thay đổi, và thực sự ông đã hoàn thành được sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông. Amen. 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 Tối hôm nay cũng vậy, chúng ta phải thay đổi. Xin ta đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Mời chúng ta đến với Chúa và tự do cầu nguyện ngay giờ này các anh em. Chúng ta vừa học xong những ích lợi của việc làm hầu Chúa đồng đội qua truyền đạo hai người hơn một, và họ sẽ hưởng được công giá của họ một cách tốt qua câu chuyện của ông Giê-trô khuyên cậu con rể của mình. Mô-sê đã bắt đầu nhận ra ông không còn khoe khoang, ông không còn cứng lòng nữa, nhưng mà ông đã hiệp một, ông đã lắng nghe cha của mình, và ông đã tìm những con người làm việc với ông để ông đủ sức mà hầu việc Chúa, để ông và dân sự về đích trong sự bình an của Ngài. Có những sự tự thân, trước khi Chúa dùng chúng ta, Chúa luôn luôn cho phép những tai nạn, Chúa luôn cho phép những điều mất mát trong cuộc đời người thân yêu, trong đó có thể có vợ, có con yêu dấu của chúng ta. Giống như câu chuyện của ba tôi là một cái sự khích lệ rất lớn để lót đường tôi trả giá mà hầu việc Ngài. Anh em ơi, chúng ta hãy quyết định, đừng chần chừ nữa, hãy quyết định mỗi chúng ta cùng nhau đến với Chúa Phật. Hallelujah, Chúa yêu của chúng con. Chuẩn bị sinh những đứa con mà đã cưu mang Chúa ơi,
như một người phụ nữ chuyển mình để đứa con được sinh ra. Xin cho hội thánh của Chúa chuyển mình theo lời của Chúa tối hôm nay, để những khải tượng của hội thánh, sự phát triển của hội thánh và Chúa giúp hội thánh để đem nhiều người Việt Nam ở tại cộng đồng này được cứu, được kinh nghiệm Chúa, được tự do ra khỏi tội lỗi, được tự do ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Cộng đồng của những người biết nói tiếng Anh ở tại đây được cứu qua hội thánh của Ngài Chúa. Con thưa với Chúa rằng không điều gì khó quá với Ngài. Khi chúng con chịu thay đổi, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng với chính mình Ngài Chúa ơi. Xin cho chúng con có lỗ tai lắng nghe như Môi-se. Xin cho chúng con có tâm tình hầu về Chúa giống như Phao-lô. Ông đã khiêm nhường đủ để làm việc với những người học trò của chính mình. Con không bao giờ quên cái điều mà Chúa dạy dỗ con, để con nhìn thấy ngày hôm nay có việc của nhà Chúa được phát triển, đó là từ cái chỗ con chịu thay đổi Chúa ơi. Không còn là con nữa, nhưng đấng Christ sống trong con. Lạy Chúa sẽ giúp đỡ cho mỗi anh chị em con chúng con tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa sẽ giúp chúng con, sẽ giúp chúng con. Xin ta cùng một trân trọng kính mời bà mục sư kính cúc thay mặt chúng ta dâng lời cầu.